Huấn luyện viên Trusser loại Tiến Linh khỏi tuyển Việt Nam. Huấn luyện viên Philip vừa công bố danh sách rút gọn 30 cầu thủ chuẩn bị cho trận giao hữu quốc tế với tuyển Syria. Đáng chú ý danh sách này không có tên tiền đạo Nguyễn Tiến Linh vì chưa kịp bình phục chấn thương. Hôm 18 tháng 6, tuyển Việt Nam đã di chuyển về Nam Định để chuẩn bị cho trận giao hữu quốc tế với đội tuyển Syria trong khuôn khổ FIFA Days tháng 6 năm 2023. Trước khi khởi hành tới Thành Nam, huấn luyện viên Trusser cũng đã rút gọn danh sách xuống còn 30 cầu thủ huấn luyện viên người Pháp giữ lại 21 trong tổng số 23 cầu thủ trong danh sách đăng ký thi đấu trận gặp Hồng Kông Trung Quốc vừa qua. Đồng thời, lựa chọn bổ sung 6 cầu thủ tuyển Việt Nam và 3 cầu thủ tuyển U23 Việt Nam chưa thi đấu ở trận Hồng Kông Trung Quốc vào danh sách chuẩn bị cho trận đấu với đội tuyển Syria. Cụ thể, 6 cầu thủ gồm tuyển Việt Nam được lựa chọn bổ sung gồm thủ môn Trần Minh Toàn, hậu vệ Vũ Văn Thanh, Bùi Tiến Dụng, tiền đạo Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Văn Toàn, Nhâm Mạnh Dũng. 3 cầu thủ trong đội hình U23 Việt Nam được trao cơ hội lên đội tuyển gồm thủ môn Nguyễn Văn Việt, tiền vệ Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Đức Phú. Như vậy, cộng với 4 cầu thủ được giữ lại sau trận gặp Hồng Kông Trung Quốc là hậu vệ Phan Tuấn Tài, tiền vệ Khuất Văn Khang, Hoàng Văn Toản và tiền đạo Nguyễn Văn Tùng, lực lượng U23 Việt Nam góp mặt trong danh sách chuẩn bị cho trận gặp đội tuyển Syria là 7 cầu thủ cũng trong ngày hôm nay nhóm các cầu thủ tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam không có tên trong danh sách chuẩn bị cho trận đấu với đội tuyển Syria đã được trả về câu lạc bộ kết thúc đợt tập trung trong tháng 6 năm 2023.